Xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin đem đến câu chuyện Sự nhầm lẫn đáng nhớ về hoa dẻ thơm. Tôi là người ưa khám phá về các loài động thực vật, hết xuống biển lại lên rừng, lúc nào cũng chỉ một mình, có khi vào cả rừng sâu khám phá. Trong một dịp lùng vào đồi cây bụi, tôi bỗng phát hiện một loài quả đẹp chưa từng biết. Thế là tôi lui tới với khóm cây này rất nhiều lần, cho đến khi quả chín mọng. Mới gặp bụi cây này vào lúc chỉ thấy quả nên không biết hoa nó ra sao cả. Tôi quyết định phải trồng loài cây này bởi quả nó xòe ra như chùm pháo nổ, thật ấn tượng. Tôi lấy quả chín đem về gieo ở vườn nhà. Thật bất ngờ, nó lên gần như 100%. Tôi chọn ít cây trồng ở nơi phù hợp. Cây phát triển tốt, không phải đợi lâu, chỉ 2 năm sau là nó ra hoa. Đây là loài hoa lần đầu tiên tôi thấy hơi khác với các loài hoa. Điều kỳ diệu là nó mang mùi thơm thật quyến rũ. Hoa gì không ai biết mà thơm đến vậy. Tôi mới nhìn bụng mình quá là thành công trong việc lấy quả về gieo trồng, nghĩ là để thưởng thức quả nó đẹp, ai ngờ lại thêm hoa thơm. Và đây là lúc tôi chụp ảnh để khoe hoa là chưa hề biết tên lên Facebook. Vấn đề là khi tôi đưa ảnh bông hoa này lên cho nhiều người biết, hóa ra cũng rất nhiều người ở vùng quê không hay biết tên của nó. Nhưng có một bình luận làm tôi phải giật nấy vỡ òa, đó chính là bác Nguyễn Xuân Liên, người có quê hương thứ hai ở Quảng Bình, người đã dựng nên bảo tàng chiến tranh nổi tiếng ở Quảng Bình mà ai cũng phải biết. Bác Liên chỉ viết đây là mùa hoa dẻ của Văn Linh. Tôi bỗng đứng hình trước thông tin không thể ngờ tới này, bỗng nhiên ùa tới với bao cảm xúc. Tiểu thuyết mùa hoa dẻ từng rất nổi tiếng thời trai trẻ tôi đã biết đến. Có ai ngờ mình trăn trở suốt 3 năm nay chăm bẵm vun trồng một loài cây không biết tên lại chính là hoa dẻ thơm mình từng yêu thích qua tiểu thuyết, và bao nhiêu con người cũng rất mến mộ loài hoa này. Một sự trùng lặp ngẫu nhiên thật kỳ lạ. Quá bất ngờ khi mình nghĩ đến nét đẹp của quả thì hóa ra nó đã lừng danh là hoa dẻ thơm. Tôi làm nhiều video lên YouTube, trong số các video có số lượng người xem nhiều nhất thì có video về hoa dẻ thơm được rất nhiều người bình luận và hỏi thăm trên YouTube. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến video này.